lý do bạn nên dùng và cách kiểm tra mực in chính hãng mực in chính hãng giúp đảm bảo chất lượng in ấn mực in kém chất lượng khiến bản in bị lem mờ nét kẻ dọc loang lổ ngoài ra mực in dòm có thể gây kẹt giấy in lỗi mất chữ trông chéo nội dung văn bản mực in chính hãng được sản xuất phù hợp với kết cấu máy in cho nên đưa ra những sản phẩm in ấn tốt nhất một bản in hỏng không sử dụng được bắt buộc phải in lại ảnh hưởng trì trệ công việc điều này khiến không ít doanh nghiệp giảm năng suertlam việc và phát sinh chi phí không cần thiết đặc biệt đối với những công ty về thiết kế những bản in quyết định sự thành công của dự án cho nên bản in đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng chuẩn từng chi tiết từ màu sắc đường nét tiết kiệm chi phí vận hành thực chất bạn phải bỏ ra nhiều hơn để bù vào những thiệt hại do mua lầm sản phẩm kém chất lượng đừng vì món hời nhỏ mà bỏ qua những giá trị lớn bởi những loại mực in này dễ làm máy in hư hỏng khó sửa chữa chưa kể chi phí cho giấy in sẽ tăng lên do bị in hỏng. Ngoài ra, mực in rẻ có thể gây hỏng đầu phun máy in, hư hại phần cứng, máy in bị trục chặt, hư hỏng và phải tốn kém chi phí sửa chữa. Nghiêm trọng hơn, nếu sử dụng mực in giả sẽ làm mất hiệu lực bảo hành phần cứng. Sử dụng mực in chính hãng giúp bạn tiết kiệm điện năng, bởi chúng được sản xuất sao cho tương thích với từng dòng máy in, mang lại hiệu quả công suất cao nhất, tốc độ in cũng nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Mực in HP chính hãng được các chuyên gia HP thiết kế chính xác với máy in HP để mang đến chất lượng đáng tin cậy. Thế nhưng có không ít sản phẩm mực in nhái, giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, khiến khách hàng khó có thể phân biệt và mua được sản phẩm HP chính hãng. Bên cạnh đó, trên mỗi hộp mực in HP Việt Nam chính hãng sẽ có thêm 3 con tem hàng chính hãng Việt Nam được dán ở các cạnh của hộp mực. Trên mỗi tem sẽ có một dãy số gồm 10 chữ số và dãy số này trên ba tem là hoàn toàn giống nhau hộp mực của bạn phải đảm bảo được dán ba con tem này để có thể nhận bảo hành và ưu đãi của hp việt nam trong các chương trình khuyến mãi sắp tới